Quá ngon các bác ơi. Quá ngon, quá ngon. Mấy con Delta này các bạn. Mấy con Delta thì thông thường mặc định áp nó thấp lắm nha. Đó. Các bạn nhìn thấy tem không? Áp có 110. Nha, áp 110 nha. Con này mình không rõ đổ keo hay không đổ keo các bạn, mình không có rõ nha. Nếu mà không đổ keo thì thậm chí đổ keo các bạn đục ra nha. Nhưng mà nó hơi cực. Đó, rất là cực. Nhưng mà mấy con này á bù lại nha các bạn. Con này hình như là 550W nha. Nha, 0,55 kW nha. Tua 3000, áp 110. Cốt này cốt 10 16 ly nha. Con này các bạn nhìn nha. Các bạn nhìn mình đang chạy 48 nè. U. Nó thồn ta. U, giỡn quá. Các bạn nhìn mình chạy 48 nha, tua ra hơi bị ngon đó nha. À, giật mình chưa mấy con này. À. Ồ. Bạn nhìn thấy không? Tua này cỡ tầm 2000 các bạn. Ha. À. Mấy con Delta các bạn, 500 trắng hết nha, 500 trắng. Delta thì mình Mitsu các bạn, nó có hai dòng nha. Một dòng đời cũ và đời cao. Đời cao thì 500 trắng thì mặc định đương nhiên rồi. Nhưng mà đời cũ thì là 500 đen nha các bạn. Còn mấy con Delta này thì mình chưa từng thấy 500 đen nha. Toàn là 500 trắng hết. Con này mình bán 5, con này 550W nha, Delta. Cái nắp đít có thể là mình bỏ đâu các bạn nha. Cơ bản thì bán như vậy các bạn. Chứ không có giờ không biết kiếm đâu hết trơn. Cốt 16 nha, con này 550W, cốt lớn. Khỏe. 500 trắng dây đồng. Con này mình bán cái phần động cơ các bạn, phần động cơ nha. Là bán 400k, phần động cơ là 400k. Còn khách nào muốn mua cái bo này thì thêm 200 đó là 600 để nguyên giày về chạy 48 nha. Còn khách nào mà muốn chạy ngon hơn á, không lấy bo này. Lên Shopee các bạn mua những cái bo áp cao hơn. Ví dụ như là chạy 60, 72, 84 ha. Rồi 100, 120. Đó, là con này chạy ra đỉnh luôn nha. Chạy ra đỉnh, gọi là đỉnh công suất đó nha. Chứ không phải đỉnh là khỏe nhất. Đó. Các bạn thấy ở 48V nó chạy nè. Ồ. Giật mình chưa? Cái con Barcelona hồi nãy các bạn, tính ra lực nó gấp không biết bao nhiêu lần con này nha các bạn. Nếu mà nhìn kỹ á, thì con này các bạn thấy là nó, để mình so sánh một chút xíu nha, 2.39 newton trên mét nha các bạn. Không phải newton trên mét, nhưng mà cũng gần đó các bạn nha. Mấy con 550W thì tầm chắc 1-2 newton trên mét gì đó nha. Đó là thông thường. Còn con Barcelona hồi nãy là 13.6 newton trên mét ở đỉnh, thì con nó quá khủng nha. Nhỏ có vỏ. Con nó bán rồi nha các bạn. Ok, khách nào cần thì liên hệ nha. Cái này mình có 2-3 con vậy đó nha. Delta, mã đặt hàng là Delta, 550W, cốt 16 ly, 400k bao ship.